xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test vội một chiếc Omni Sansui G6000 để kịp chuyến xe của buổi trưa ngày hôm nay, ngày 7/10/2020. Cửa hàng âm thanh Như Hạnh xin gửi cho vị khách hàng cũng đã từng theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Như Hạnh và anh mua rất nhiều các thiết bị audio bên cửa hàng cung cấp rồi, thì ngày hôm nay anh có lựa chọn thêm là một chiếc Omni Sansui G6000 mới về với cửa hàng. Giá tại thời điểm này đang có giá là dưới 21 triệu. Vâng, địa chỉ của khách hàng quen thuộc với cửa hàng, anh có địa chỉ 256 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng. Và 1 giờ 30 phút xe sẽ chạy qua đây và cửa hàng sẽ đóng gói vận chuyển sản phẩm trực tiếp tới gia đình cho khách hàng có địa chỉ ở Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cửa hàng cũng đang phối ghép cùng với một cặp loa xe Queen Vega có mã là 380SE. Vâng, chất âm của những chiếc Omni Sansui G6000, 7000, 8000, 9000, 9000 dB thì chất âm quý khách hàng có thể biết sản phẩm như vậy thì rất ngọt mềm. Và tại thời điểm này cửa hàng đang có đoàn khách ở trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng cũng sẽ test nhanh sản phẩm để đóng gói vận chuyển hàng cho những vị khách hàng ở xa. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm về audio, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Như Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng cũng làm clip ngắn như vậy thôi, thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ. Và tại thời điểm này thì cũng đã là 12 giờ 30 phút rồi, chỉ còn một tiếng nữa thì cửa hàng sẽ đóng gói vận chuyển sản phẩm tới khách hàng sớm nhất, nhanh nhất có thể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, tất cả thì chất âm thì vẫn quá ok về những chiếc âm ý sản xuất. Video clip tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.